Hi, chào các bạn. Khi mà sầu riêng đang xô nhị, thời điểm này nè, đang xô nhị gộ. Nhưng mà một cái vấn đề hay xảy ra là các bạn hay không mình ở thấy là cây của anh nó bị cháy lá. Nó bị cháy lá, nó bị đốm lá, nó bị nói chung là cái dạng lá nó có vấn đề. Thì các bạn hỏi mình ở thấy có cách nào xử lý không? Tại vì khi mà đang xô nhị vậy nè, các bạn mà phun thuốc bậy gọi là mình gọi là phun bậy gọi là phun thuốc không đúng á, thì nhiều khi nó lại ảnh hưởng tới bông không? Rồi nó làm cho bông này rụng, năm có mùa một nó rụng này rồi lấy gì mà có tiền. Thì nó bị cháy lá là nó bị tình trạng giống như thế này nè. Cái dàn lá ở ngoài nó hay bị cháy xém. Đây. Cái lá ngoài nó bị như thế này nè. Đó. Nó bị đốm, một kiểu nó đốm, đốm lá. Cái kiểu thứ hai á là nó còn bị cái vấn đề này nữa là nó bị đốm rong. Nè, đốm hồng, đốm rong, nấm hồng gì đó, một dạng. Rồi, đó là một kiểu. Còn trường hợp nữa là nó dạng bị cháy nửa lá. Cháy nửa lá là cái dạng nó kiểu cháy hơn nửa lá. Sao điện. À đây nè, nó hay còn bị cháy hình trạng này nữa. Là cũng một dạng cháy. Dạng cháy này là cháy thăng thư. Thì nó sẽ cháy cái khác, cái đốm màu vàng bên kia. Thì mỗi một dạng cháy này nó sẽ có một cái tác nhân khác nhau. Nhưng mà về thuốc mà mình xử lý á, chẳng hạn ngay thời điểm này thì các bạn hỏi mình thuốc xử lý gì. Chẳng hạn ví dụ mà các bạn phun thuốc nóng quá đi, nó văng vô bông, nó làm cho cái bông nó bị nóng và nó khô, nó rụng. Rồi cũng thua, phục hồi cây được mà cây nó bị hư. Còn trường hợp thứ hai mà phun thuốc không đúng á thì nó lại lây nhiều hơn. Có trường hợp phun thuốc không đúng, ví dụ như lá này đi, nó lây các bạn, lây rất là lẹ. Những cái lá mà cháy á, những lá mà cháy vậy nè, nó lây rất là lẹ. Rồi tới chừng ra trái á, ví dụ như cái số bông này đi, tới chừng nó ra trái, trái cùm tay, trái cùm giò, trái 1 ký, 2 ký, bắt đầu nó cháy, nó lây qua nó gứt lá. Thì khi nó gứt lá rồi là cái cây thứ nhất năng suất nó không có, thứ hai là cái trái nó rất là chậm lớn, và thứ ba nữa là tới chừng ăn trái xong cái cây rút nhánh luôn ha. Đó thì làm sao để xử lý được những vấn đề này, mình có một bài thuốc để xử lý ngay thời điểm này luôn. Như là phun trong thời điểm bông nở vẫn không được, thì để giải quyết được làm sao cho cái lá này nè nó xanh lại, không đến nỗi nó xanh lại hoàn toàn giống như phục hồi những cái vườn kia nha các bạn, nghĩa là nó sẽ không lây bệnh, mà bệnh thì bây giờ nó đã bị rồi, nó sẽ không lây qua những cái lá tiếp theo nữa, và nó giữ lại được cái bộ độc của mình, làm cho cây mình nó sung nó khỏe. Thì cái bài toán làm sao giải quyết được vấn đề này thì nó mới hay. Và một cái nữa, ở thời điểm này có nhện thì có thể cộng chung với nhện để xử lý được không ha. À, rồi đó là cái vấn đề mà mình hay gặp ở các bạn khi hỏi mình là sầu riêng thời điểm này. Tại vì các bạn biết sao không, khi mà làm bông á, với mình có quan trọng cái vấn đề là trước khi làm bông cần làm những gì. Cái vấn đề mà trước khi làm bông á rất là quan trọng, phải rửa vườn sạch sẽ, thân cành, nấm bệnh, nhện đỏ, cái gì cũng phải sạch hết để khi làm bông không có cần những thứ này nữa. Tại vì á, khi đã làm bông rồi á, mình chỉ tập trung bông thôi, nó đỡ tốn chi phí. Bây giờ nó sẽ xuất hiện thêm những cái này nữa, nó tốn tiền dữ lắm. Mà khi cây đã bị bệnh rồi á, rất là tốn tiền nhiều. Đó. Rồi có dàn bông này thì đương nhiên thì phải phun thuốc dưỡng bông đường ngon lành rồi ha, để cho nó đậu trái. Hiện này khoảng 3 ngày nữa là nó sẽ xô nhị dứt cánh thôi. 3 ngày nữa là dứt cánh thôi. Rồi, các bạn, mình sẽ chia sẻ cái bộ thuốc đó cho các bạn. 200 lít nước, khoảng bao nhiêu tiền. Rồi, ok các bạn. À, về cái bộ thuốc mà mình đang tư vấn để cho cái vườn, chủ vườn này để phun ngoài lá, để cho giải quyết vấn đề mà cháy lá. Cháy lá, đốm cháy lá, đốm thăng thư, rồi đốm mắc cua này đó. Thì nó có rất là nhiều giải pháp. Nếu như mà cây bình thường mà không có bông đi, không có bông thì các bạn chỉ cần phun chăm bông nè. Các bạn có thể mua cúp gỗ sách, các bạn mua chăm bông, một trong hai thứ này cũng rất là tốt. Còn nếu phun men tút thì nó tuyệt vời rồi ha. Nhưng mà vậy nè, cái vấn đề nó hay xảy ra là bông này đang nở thì không khuyến cáo nha, không khuyến cáo. Còn nếu đeo phun thì vẫn được, nhưng mà không khuyến cáo. Nếu như mà phun chăm bông với cúp gỗ sách, một trong hai thứ này cộng với ghi đông nhật này nè, cái giải pháp á, thì phun cây không có bông thì bình thường, cây phun không có bông thì phun bình thường, nhưng mà đang có bông thì nếu nó trúng bông thì nó sẽ bị rụng. Bởi vì sao? Bởi vì đồng này là đồng hydroxit, còn bên này á là đồng này nè, nó ghi nè, tibexit nè, copper sulfate. Thì hai góc đồng này đồng hóa học cho nên phun nó nóng. Nếu phun trúng giai đoạn bông đang nở, mình cam kết các bạn luôn, rụng hoàn toàn 100%. Cho nên nếu như cây không có bông thì phun được ha. Còn cây đang có bông thì không giải pháp này. Thì hai chai này mình đang bán cho khách hàng nhiều dùng lắm, thì phun cháy lá đó, nhưng mà không phun giai đoạn này nên mình bỏ qua. Còn về cái vườn này đang cháy lá thì mình đang đi giải pháp này đây. Giải pháp là men tút đi với ghi đông nhật. Thì tại sao mình đi hai thứ? Bởi vì thứ nhất á là trên cái cháy lá nó có hai cái là nấm và khuẩn. Thì mình đi cái ghi đông nhật này nè, nó là Nikko 72. Nikko 72 này là simosanin cộng với măng cozet. Nó có ghi thành phần rõ ràng nè. Hàng này là Nikko 72, nó đơn giản ở trong gì chân á, nhưng mà được cái là hàng này hàng chuẩn lắm. Hiện nay trên thị trường hàng này rất là nhiều công ty nó làm, nhưng mà
chỗ này ông bạn mình làm hàng này cực kỳ chuẩn, giá này 32.000 mình có ghi giá, và một phi 200 lít nước mình đi hai gói cộng chung với một mentus. Còn mentus là gì? Nó là một cái nhân sâm cây trồng, nó là gốc đồng, nhưng mà đồng ở dạng cao cấp ha, đồng ở dạng cao cấp. Và phun giai đoạn bông này bình thường, ví dụ các bạn phun vô bông không sao hết, chỉ duy nhất mentus này mới phun được điều đó, và cộng chung với khúc này để phun. Còn các bạn phun những dòng khác ha, mình cam kết hư hết, ví dụ như embolite hay là gốc đồng này kia nọ đó, đồng hóa học á, hư hết. Cho nên chỉ được xài gốc đồng này, và mình khuyến cáo và mình đã cho sử dụng gốc này phun hai lần cách nhau 7 ngày, đứng cháy lá hoàn toàn. Tại vì sao? Bởi vì đây là một giải pháp nấm và khuẩn chứ không phải đơn giản là nấm không. Ví dụ như phun gốc Metalaxy Mancozeb hay là Azoxystrobin thì nó chỉ là nấm thôi, còn này là nấm và khuẩn. Tuyệt vời các bạn, mình đã thử cực kỳ hiệu quả, và giá của bộ thuốc này mình đang bán khách hàng là 213.000 cho một phi để xử lý cháy lá, nấm hồng với lại thang hư, đốm mắc cua. Tuyệt vời, và kích kháng phục hồi cây. Rồi, đó là giải pháp mình đang đưa, và mình cũng không có nói nhiều tại vì mình đã bán rất nhiều rồi, mình cũng chia sẻ các bạn biết thôi. Chứ để nói thằng Thái nó bán thuốc rồi nó không có chia sẻ, nó giấu bài. Rồi, còn các bạn hỏi là nó có thể cộng chung với thuốc gì nữa không, thì mình có thể cộng chung với thuốc nữa, ví dụ như thuốc nhện. Mình tư vấn khách hàng xài gốc này, tên nó là Mitac, thuốc đặc trị nhện. Rõ ràng các bạn thấy chữ nghĩa nè, thuốc đặc trị nhện Mitac, hoặc thành phần hoạt chất là Amichat 200g trên lít. Và hàng này là hàng của Nhật Bản, mình cũng đã giới thiệu rất nhiều lần về cái sản phẩm Mitac này rồi. Nó diệt nhện, con nhện, trứng nhện, bọ chỉ và cả sâu đục thân. Nhưng mà mình bán gốc này nhiều nhất, hiệu quả lên trên nhện và bọ chỉ. Gốc này nó là OC nhưng mà cực kỳ mát, phun giai đoạn bông và trái đều được. Ok các bạn ha. Và thời gian cách ly thằng này là 7 ngày, ngắn không dài, và liều dùng một chai này xài 200 lít nước đối với đặc trị. Còn phiếu nếu phun ngừa, chai 300, một phi 1.000 lít nước phun 3 chai là đủ. Và giá chai này là 130.000 để có thể phun nhện. Đó các bạn, đó là giải pháp của mình đang đưa ra. Nếu có, còn nếu không có nhện thì có thể bỏ ra, chỉ cần phun cháy lá thôi. Rồi, còn phun nếu như các bạn phun nhện này 25 ngày sau dòng đời của con nhện ha, mình đang bán chai này. Và chai này là thương hiệu rõ ràng nè, sản phẩm nè Agita nhưng mà UBL, giờ có UBL rồi, mà sản phẩm nè hoạt chất rõ ràng ha, thành phần hoạt chất hàng xịn nhất hiện nay trên thị trường đặc trị nhện Mitac 20 OC, nhện và trứng nhện đi chung như này nếu có ha. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp lần sau.